Quận chúa, phiền quận chúa cho biết tên loài bông này tên gì và dùng để làm gì. Bông này có tên là bố rạ, chỉ có ở Tây Lương. Kết tinh lại, nó là một loại bông bột. Câu này có tên là bố rạ, chỉ có ở Tây Lương. Kết tinh lại,